Thông tin từ báo cáo hội nghị tổng kết năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/21/7 ở Nghệ An. Năm học năm 2022 đến năm 2023, toàn quốc có hơn 9,2 triệu học sinh tiểu học, tăng hơn 470.000 em so với năm học trước. Đây cũng là năm ngành giáo dục thực hiện chương trình mới, chương trình 2018 đến lớp 3, trong khi lớp 4 và lớp 5 vẫn học theo chương trình cũ. Việc đánh giá học sinh lớp 1, 2, 3 được thực hiện theo thông tư 27, gồm 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Còn học sinh lớp 4 và lớp 5 được đánh giá ở 3 mức: hoàn thành và chưa hoàn thành. Kết quả cho thấy có hơn 105.700 học sinh tiểu học bị đánh giá ở mức thấp nhất, chiếm gần 1,2% tổng số, trong đó lớp 1 có 50.470 em. Những học sinh này sẽ được giáo viên bồi dưỡng trong dịp hè và sau đó, hiệu trưởng sẽ quyết định học sinh lên lớp hoặc lưu ban. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018 có một số môn học mới ở cấp tiểu học và yêu cầu dạy học 2 buổi một ngày, tạo ra nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình học sinh, lớp vẫn ổn định ở mức 32.